Mày gọi sao không trả lời hả? Nam! Cô không phải là mẹ cháu. Ai cũng bảo cô là bà dì ghế độc ác. Cô cướp bố của cháu. Rồi khi sinh em bé, cô sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà. Cháu ghét cô. Nam! Ai nói với con như vậy hả? Ô, hả? Ô, cái câu kia. Mẹ! Tôi chết rồi. Cô thường xuyên bắt nạt cháu tôi như thế này à? Tại sao cô lại như thế? Hả? Mẹ! Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Mà mẹ lên lúc nào không báo vợ chồng con trước ạ? Để vợ chồng con đi đón ạ. Này này, tôi nói cho nhà cô biết nhá. Đây là nhà con trai của tôi. Tôi thích lên lúc nào tôi lên. Tôi lên tôi phải báo cáo với cô ạ. Mà tôi không lên đột xuất thì làm sao chứng kiến được cái cảnh cô đang bắt nạt cháu tôi hả? Kìa mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Con nào có dám bắt nạt cháu đâu ạ. Như thế này là rõ rồi còn cãi được à? Nam, bà hỏi có phải là gì cả hay bắt nạt cháu không? Có ạ. Cô là bà gì ghê độc ác. Cháu ghét cô. Kìa Nam, sao con lại nói như thế hả? Thế là rõ rồi nhá. Trẻ con nó không bao giờ nó biết nói dối nhá. Cô là cái loại đàn bà độc ác. Cây độc không trái, gái độc không con. Cút ra khỏi nhà con ra tôi ngay. Mẹ, nhanh lên. Nếu mà mẹ đang nghĩ như vậy thì con gì với con đi ạ. Bé Nam con nhờ mẹ chăm sóc giúp ạ. Này này, cháu của tôi không cần nhà cô dạy dỗ nhá. Kìa con, ôi trời ơi thương quá cơ. Từ giờ rồi đi bà sẽ ở đây cạnh con nhá. Bà chăm sóc con, không ai bắt nạt được con nhá. Mẹ, mẹ mới lên à? Ừ, mẹ mới lên sáng nay. Cô Nam đâu rồi hả mẹ? Chắc là nó chơi ở ngoài kia thôi. Cô giáo vừa điện cho con. Nam ăn trộm bút máy của bạn. Hả? Cô giáo gọi điện cho Nhung. Mà đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy đi họp. Mà nhà con không có nhà hả mẹ? Con điện mãi mà cô ấy không nghe máy. Sáng nay mẹ từ quê lên. Mẹ vào mẹ thấy cái Nhung nó đang đánh đập cái thằng Nam. Thế là mẹ đuổi nó đi rồi. Sao ạ? Mẹ đuổi Nhung đi à? Thì cái nhà này là nhà của con. Mà nhà của con thì nhà của cô Nam. Ai vào cái nhà này mà bắt nạt cháu bà không được. Mẹ ơi là mẹ. Đây là nhà của cô ấy. Còn nhà của con ấy là cái căn hộ bé tí mà ngày xưa mẹ lên thăm con. Bây giờ căn hộ ấy bọn con cho sinh viên thuê để kiếm thêm thu nhập. Mẹ biết là từ ngày bọn con cưới nhau thì Nhung vẫn thường gửi cho mẹ tiền. Đấy là tiền phụ dưỡng. Thế mẹ không biết tiền đấy ở đâu ra. Con xin lỗi bà. Cô Nhung không đánh con đâu ạ. Cô Nhung còn nấu nhiều món ngon cho con ăn nữa. Cái gì đấy hả mẹ? À, mẹ dọn tủ. Mẹ thấy cái này. Ngày 20 tháng 6 năm 2021. Hôm nay mẹ chồng mình lại gọi điện từ quê lên. Nói bóng gió chuyện mình không biết đẻ. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng. Nhưng bé Nam còn nhỏ quá, lại khá hương bướng. Bé cần quan tâm, rèn rũa nhiều hơn. Giờ mà mình sinh em bé thì Nam sẽ tủi thân lắm đây. Thôi thì mình sẽ đợi cô cậu lớn hơn chút nữa. Hiểu chuyện rồi thì mình sinh em cho bé Nam cũng chưa muộn. Mẹ ân hận lắm. Mẹ đã nghĩ xấu về vợ con. Hay là con với mẹ đi tìm nó đi. Dạ, đi thôi mẹ. Ừ. Bố ơi, con cũng muốn đi tìm mẹ Nhung. Được rồi, ta đi thôi con.